chào các bạn, mình là Hồng Yến. Hôm nay mình sẽ đại diện nhóm để trình bày về vấn đề sữa bò và các sản phẩm từ sữa có thật sự tốt. Chắc hẳn trong chúng ta đã quá quen thuộc với những lời bài hát, câu về có trong các quảng cáo về sữa, nào là giúp mất án, dáng cao hay là giúp cải thiện tình trạng loãng xương, cải thiện trí nhớ. Những quảng cáo này đã có từ lúc chúng ta còn bé, cho nên việc tiếp xúc lâu dài làm cho chúng ta trở thành một tín đồ tự nhiên về sữa, chỉ biết những lợi ích thông qua truyền thông cung cấp. Vậy có thật sự những thông tin trên là đúng? Họ đã không ngừng quảng cáo về sữa bò như là một loại nước thần thánh chứa nhiều protein, vitamin D, canxi và các dưỡng chất thiết yếu giúp xương chắc khỏe và phát triển trí thông minh. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu về sữa bò đã chỉ ra những sự thật. Thực chất thì sữa bò giàu protein hơn sữa người gấp 3-4 lần, tuy nhiên lại thiếu các axit thiết yếu để phát triển não và hệ thần kinh, lại chứa nhiều chất béo bão hòa không tốt cho sức khỏe tim mạch. Nhiều nghiên cứu về sữa bò đã chỉ ra những sự thật mà nghe qua ai cũng cảm thấy hụt hẫng về niềm tin mù quáng của mình suốt thời gian qua. Sữa bò không ngăn được loãng xương. Các số liệu thống kê thực tế cho thấy ba nước tiêu thụ sữa bò nhiều top đầu của thế giới cũng là ba quốc gia có tỷ lệ loãng xương cao nhất thế giới: Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển. Các nghiên cứu cũng cho thấy canxi trong sữa bò sẽ làm cản trở sự hấp thu canxi từ nhiều nguồn thực phẩm tự nhiên khác. Đa số chúng ta không dung nạp lactose trong sữa. Các triệu chứng như là tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn sau mỗi lần uống sữa bò đều đó hết sức tự nhiên, vì tỷ lệ người không có men lactose dao động từ 30% đến 75%, tùy thuộc vào khu vực, dân tộc. Châu Á lại chiếm tỷ lệ cao nhất là 70-90%. Nhưng các công ty sữa bò đã che đậy điều này bằng cách trộn thêm enzyme lắc tắc vào sữa bò giúp bạn tiêu hóa. Điều này lại trái với tự nhiên. Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc Hoa Kỳ FDA chấp nhận là sữa đạt chuẩn an toàn. 750.000 tế bào mủ có trong một viên sữa bò đạt chuẩn, tương đương 750 triệu tế bào mủ trên lít sữa bò. Khi nghe là mỗi ly sữa sẽ có một giọt tế bào mủ. Theo tác giả Richard Spengler trong quyển Food Safety Handbook, 25-50% các chất thuốc trừ sâu Polychlorinated Nitrifenin dioxin được tìm thấy trong cơ thể người có nguồn gốc từ sữa bò. Vậy sữa bò có thật sự tinh khiết và an toàn? Hormone recombinant bovine rau là hormone tăng trưởng thường cho vào thức ăn giúp cho bò mau lớn và cho nhiều sữa. Nhiều nghiên cứu cho rằng thì hormone này sẽ làm cho trẻ dậy thì sớm. Ví dụ điển hình như là bé gái 5 tháng tuổi ở Trung Quốc xuất hiện hạt nhân trong ngực nghi ngờ là do dùng sữa bò. Hormone này thì được phép ở Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Úc, một số quốc gia khác, tuy nhiên lại bị cấm ở Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Theo khoa y tế cộng đồng tại Đại học Sydney, Úc, công bố tạp chí Nutrition and Cancer 2017, thì uống sữa bò mỗi ngày sẽ làm gia tăng 20% nguy cơ về ung thư, nguy cơ cao nhất ở người uống trên 2 ly sữa bò trên ngày. Qua những vấn đề trên thì đầu tiên mà chúng tôi khuyên bạn là hãy dừng ngay việc dùng sữa bò và các chế phẩm từ sữa bò, nên dùng các thực phẩm như loại hạt, đậu hạt và rau củ để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Hãy sống thật với con tim và luôn hoài nghi với tất cả. Cuối lời, nhóm xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.